cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã trở lại trong video mới của em. Lời đầu tiên em chúc cô chú anh chị các bạn cả nhà mình có thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Và hiện thời nên em đứng đây chính là vào buổi trưa ngày 28 tại trước quảng trường ở chùa Bồng Lai Bài kinh Vĩnh Tế Châu Đốc An Giang. Thì theo thông lệ hàng năm thì vào ngày 28-29 tháng 9 hàng năm thì cô chú anh chị các bạn biết là buổi lễ ở tại Bài Bồng Lai này sẽ được diễn ra, nhưng mà năm nay do tháng thiếu nên vào ngày mai mới là buổi lễ chính. Bữa nay là chỉ là khâu chuẩn bị thôi. Em mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng với em cùng xem những đơn vị hậu cần của chúng ta. Và đặc biệt và mình một tí nữa mình sẽ đi vào bên trong xem cũng như là những đồ bánh tét và những mâm trái cây sẽ được trưng bày lên cúng viếng như thế nào nha. Em xin mời. Đây là đá chanh vào buổi trưa. Bên đây là nước đậu. Thì buổi sáng đó là các chú nấu rất là sớm, bạn về giờ này đã có đãi bà con rồi nè. Đây là máy ép chanh nè. Cái này mày ép chanh ra cho đem lên nó đãi bà con đó cô. Đúng không? Dạ. Ồ, cái máy này ngộ quá ta. Cắt giống nãy được rồi. Đây là không khí vào buổi trưa ngày 28. Thì bữa nay tuy nhiên cũng chưa đến đại lễ. Nếu mà ngày bình thường, tháng bình thường thì ở đây đã đến đại lễ các bạn. Nhưng mà giờ này thì do tháng thiếu nên đại lễ chúng ta giờ là ngày mai. Thì bây giờ cô chú anh chị bạn nhìn thấy không khí vào buổi trưa khá là tất bật phải không ? Thì em quay từ đây cho đến chiều để chia sẻ cho cô chú anh chị bạn cùng xem những hình ảnh khá là tuyệt vời. Các đơn vị hậu cần của chúng ta cứ lần lượt rất là nhiều các bạn. Và đây cô chú anh chị bạn nhìn thấy chính là những đơn vị đãi cơm tấm bạn đó. Đây cô chú anh chị bạn nhìn thấy đây là một trong những đơn vị đãi cơm tấm. Thì cơm tấm này là dùng một những loại cơm ăn rất là ngon bạn. Thì mỗi người có một trên tay có một dĩa cơm như thế này. Mình muốn ăn như thế nào đó là mình tùy sức các bạn. Nhận qua gọt dừa đó. Dạ, vậy là kênh. Rồi cái nó bắt lên chỗ gọt dừa đó. Dạ. Yeah. Bữa nay ngày lại đi đãi cơm. Con thì lúc nào cũng chia sẻ cho cô chú từ lúc đại lễ trước khi diễn ra cho đến khi bế mạc luôn. Ngày nào cũng đến ghi hình cho mọi người xem. Cho nha. Đây nè chị. Đừng có đưa qua. Cho cô chú mà không có đi được buổi lễ này có thể ở nhà mình xem qua màn ảnh nhỏ có thể thấy được những hành động khá là tuyệt vời của các cô. Đây là một trong những dĩa cơm tấm bạn. Bình thường một mình có thể ăn được một dĩa, hai dĩa các bạn. Nhưng mà bình thường nếu dĩa cơm tấm như thế này mình ăn được ba dĩa luôn các bạn. Ăn được ba dĩa luôn. Như bản thân em là ăn qua được ba dĩa luôn á. Dạ kênh YouTube của em là đây đó Cần Thơ. Dạ. Ê, đại Cần Thơ hả? Dạ. Đây đó Cần Thơ. Mình nói đây đó Cần Thơ là có hả? Dạ, đây đó Cần Thơ là có. Ăn gian hôm qua mình gọt dừa đó. Nhớ rồi Thảo, mà nhớ nói gì coi kêu. Cơm tấm. Cái này à? Cái này nhìn thấy thèm quá cô, nhưng mà mắt đi quay rồi. Chút về để ăn mới được. Dạ. Nhìn thấy thèm quá. Dạ. Nè đồ ăn tới nè bạn. Đây là không khí vào buổi trưa ngày 28. Vào hàng năm thì cô chú anh chị bạn biết là bữa 28 này là đã vào đại lễ bạn, do năm nay tháng thiếu nên ngày 28 này cũng chưa vào đại lễ các bạn. Đại lễ sẽ được diễn ra vào ngày mai và ngày mốt. Thì gió ở đây là gió ngược các bạn nên cặp máy xong tuy cũng mát nhưng mà gió ngược nên khói rất là nhiều. Thì những bếp củi như thế này thì cô chú biết là gió quặn lại thì mình rất là khó chịu bạn. Thứ nhất là khó thở, thứ hai nữa là cay mắt. Nhưng mà các đơn vị của chúng ta vẫn tất bật để bà con hòa mình với những không khí nóng như thế này để đãi cho bà con những tô bún không đồng. Thì đây là một trong những đơn vị đại từ sáng sớm bạn. Từ sáng sớm cho đến chắc này luôn. Hồi sáng giờ đắt không cô? Đắt luôn đúng không?
quá đắt luôn. Hồi sáng sớm 5 giờ là con lại ghi hình rồi đó, rồi lúc đó các cô chưa đãi thì đó vừa mới làm à. Cảm ơn mấy chị nha. Cái ghế ra được mà kêu đi qua bển ăn bánh xèo sao ạ. Đây chính là một trong những đơn vị chính của chúng ta các bạn. Từ sáng sớm là đã tất bật đã cho bà con những cái tô bún ấm lòng như thế này. Và đặc biệt từ sáng sớm cho tới buổi trưa luôn bạn. Bữa nay là chắc mười mấy nồi luôn hả anh? Mười mấy nồi không? Mười mấy nồi đó. Bạn. Do cái không khí ở đây là sông nước hữu tình của bạn, nhưng mà do gió ngược nên quặn khói rất là nhiều. Em đến đây em chịu không nổi đâu bạn, nên các anh hòa mình vào những không khí nóng như thế này để đẩy bà con. Nhìn thấy khá là tuyệt vời. Thì cô chú ăn được những tô bún như thế này thì công sức của các anh các chú rất là nhiều các bạn. Đây là những nồi bún từ sáng sớm đã đẩy bà con đây. Đó. Dạ có rồi. Dạ. À, dạ đây. À, anh cũng hòa mình đứng dưới gió luôn bạn để chịu cái không khí nóng và khói như thế này để bưng những tô bún này đã cho bà con. Buổi trưa này có một cái sự đặc biệt hơn, cô chú anh chị bạn nhìn thấy tăng cường đơn vị khô cằn của chúng ta chính là đơn vị gói bánh bao. Thì vào buổi trưa này cô chú anh chị bạn biết là mọi người sẽ tất bật làm những cái bánh bao như thế này các bạn. Làm những bánh bao như này chuẩn bị là trước là cúng viếng sau rồi đấy bà con. Em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng với em xem đơn vị đặt bánh bao nha. Đây là bột nè các bạn. Đây là những cái bao bột như thế này. Cái này là có cái máy đánh bột các bạn, mình để bột vào đâu đánh. Rồi xưa là mình nhồi bằng tay các bạn, còn bằng tay rất là đuối luôn. Một bánh bao mà mình nhồi để cho nhuyễn ra là rất là cực lắm. Bây giờ có máy nhồi như thế này. Đây là một trong những nguyên liệu để làm ra những bánh bao. Đúng không cô không? Dạ. Mình làm những bánh bao. Dạ. Quên rồi. Năm nọ rồi nha. Đi về nha. Hồi đó đi làm chung vậy. Chắc quên rồi. Làm đi với quỷ. Nhìn ra nha. Không động rồi. Này nhờ bọc anh. Đó là một trong những đơn vị của chúng ta, mọi người đi cúng viếng hành hương rồi đến đây phụ tay với nhau làm từ thiện, làm phước thiện. Thì bây giờ mỗi người một khâu, mỗi người một việc. Em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng với em đi đến nơi nấu gà tắm cơm các bạn. Dạ, dạ đây bây giờ hai nồi, cô chú anh chị bạn nhìn thấy nồi bự bên đây là bánh tét đang hấp bên đây, và bên kia chính là nồi cơm tắm. Khá là tuyệt vời. Còn ở bên dưới kia thì cô chú anh chị bạn nhìn thấy những cái sàn tạm bợ để rửa chén cũng như là mình rửa bàn rửa đồ. Thì cô chú anh chị bạn nhìn thấy một cái hình ảnh khá là tuyệt vời không ạ? Thì đây cô chú anh chị bạn nhìn thấy mọi người lội xong luôn xong quần như thế này. Đây là kinh Vĩnh Tế các bạn, kinh Vĩnh Tế đó. Mọi người bắt những cái sàn tạm bợ như thế này để rửa chén. Thế thì bây giờ em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng với em xem công đoạn là mọi người vác cơm hoàng đội cơm lên đầu để đem những hạt tấm này để cho bà con. Thì cô chú anh chị bạn mà mình ăn được những hạt cơm, những hạt tấm mà ngon như thế này các bạn, đó là do công sức của các anh, các cô, các chú rất là nhiều bạn, là mọi người phải đãi đội cơm trên đầu như thế này để đi đến những trại cơm đây để đãi cho bà con như thế này. Mình ăn một hạt cơm như thế này thì nhớ công sức của các anh chú rất nhiều các bạn. Một cái nồi như thế này mình nấu được bao nhiêu tấm chú? 100 ký tấm. Dạ. Thì đây cô chú anh chị các bạn mà mình có được những cái chén, những cái dĩa, những cái tô ăn sạch sẽ như thế này thì nhờ công sức của mọi người rất là nhiều các bạn. Đây cô chú anh chị các bạn biết là công sức của mọi người bỏ ra rất là nhiều để có những dĩa cơm sạch đẹp mà miễn phí không đồng như thế này. Thì cô chú anh chị các bạn đi đến những cái nơi như là xứ sở An Giang mới gặp được những hình ảnh này các bạn. Đây là xứ sở Hòa Hảo, là xứ hảo của đất Phật. Thầy kể em quay từ từ ha. Dạ. Để quay từ từ làm kỷ niệm hết tất cả cô chú ở đây để làm kỷ niệm giữa em với mọi người nha. Đây. Rồi em xin chào tất cả mọi người.
em sẽ lưu lại làm kỷ niệm 2022 tại chùa Bồng Lai Bài Bài. Đây không đồng vị hậu cần của chúng ta. Dạ. Rồi em cảm ơn tất cả mọi người cho em ghi hình nha. Rồi xin chào, chúc mọi người nhiều sức khỏe để phục vụ cho bà con nha. Dạ. Những cái nơi mà cô chú đã rửa xong bằng và đem lên đây phơi để cho nó khô ráo rồi mọi người sẽ đến đây lấy để ra cho bà con. À, đây là không khí vào buổi trưa đây, cô chú anh chị bạn nhìn thấy buổi 28 thôi mà mọi người quy tụ về đây khá là đông, đặc biệt là cô chú anh chị bạn nhìn thấy mọi người không có chỗ nghỉ ngơi thì che những miếng ga, những cái niệm như thế này rồi sẽ ngồi tại đây để chờ đến chiều tối đi cúng viếng. Nên bằng sư ông, sư ông cho đủ ban thôi đi của quyền Phật thầy. À, đây là một trong những nơi sắp ra những mâm ngũ quả như thế này để em lên cúng ông. Thì em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng em xem nha. Mỗi một mâm như thế này là có một cái tờ giấy và mình để chưng ở bàn nào thì có các anh sắp xếp hết. Thì mỗi một mâm như thế này thì cô chú anh chị bạn nhìn thấy là có dừa, có lựu, có hồng. Thầy thì có gì làm luôn đó chơi mình nó chơi đó thôi đó. Chơi thôi mấy YouTube biết được rồi. Đây là đầu mảnh tét khá là to nè các bạn. À, em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng em xem nha. Nhân chữ nè bạn. Cái này mình kêu là nhân chữ hả chị? Không, không có nhân chữ, chỉ màu thôi. À, nhân màu ha. Đầu này là gần 1 kg đó các bạn, hơn 1 kg nữa. Ai chọn dâu rồi lỡ ra. Thì theo lời chia sẻ của cô, mỗi một năm là cô sẽ tổ chức gói những đòn bánh tét nhỏ để đẩy bà con. Sau đó là cô sẽ gói hơn 10 đòn bánh tét lớn như thế này. Mỗi một đòn là hơn 1 kg các bạn, để chuẩn bị dâng lên cúng ông. Thì em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng với em xem công đức các công đoạn của các cô nứt lại các bạn. Rồi đến công đoạn đem đi luộc. Cô đứng đây mà con nghe mùi thơm quá cô. Hình như mình có nước cốt dừa đúng không? Dạ. Có chứ, clip trước có dính mà. Có không? Có. Sao tôi lại ăn hoài tôi không gặp? Trời ơi, ông xui rồi. Có gì ăn bún rồi, bây giờ không có gặp rồi. Cái này là tiết dùng chữ ha. Ba màu. Đây, đây cô chú anh chị các bạn nhìn thấy đây một cái mâm bánh tét rất là to thì hàng năm với lại chia sẻ của mọi người thì cứ hàng năm là gói khoảng hơn 10 đồng bánh tét như thế này để dâng lên cúng ông, rồi gói bánh tét nhỏ thì để bà con. Đây là bánh tét ba màu á, nhiều màu, nhiều màu, mấy màu em? Ba màu. Bánh tét ba màu. Cái này là mình đặc biệt dâng lên cúng không? Luộc cúng. Này là bánh tét dùng để cúng các bạn. Dạ. Vậy là mùng 1 các bạn. Nếu đúng ra là không có tháng thiếu thì bữa nay là vào chánh lễ rồi nè, đúng không? Bữa nay 28, 29 là mừng á. À, vậy là 29 ha. À. Em cũng rất là háo hức chờ đợi đến cái ngày diễn ra. Dạ. Dạ. À, là có câu. Có câu. Dạ. Này đãi bà con cúng gì? Cũng làm cúng luôn với bánh tét đó. Vậy đó hả? À, rau câu. Cái con này về đâu phải có con dừa không ta? Này đi bày đứa. Đó đó mày đó. Đó lại làm
Linh nữa không? Nghe tên biết tên rồi đó. Chị Lam Linh rất là nổi tiếng ở đây đó nha. Gì? Sigo nữa. Dạ, đặc biệt hơn là buổi chiều này cô chú anh chị các bạn biết là trong đơn vị hậu cần của chúng ta sẽ đẩy đổ rau câu để chuẩn bị lên cúng và sau đó đẩy bà con. Em mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng xem nha. Cô bánh tét đổ rau câu mà hơn nữa là làm những người như thế này là do sự trực tiếp chỉ đạo của em Linh. Em mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng xem em Linh làm nha. À, thì cô chú anh chị các bạn đi đến chùa Bồng Lai Bà Bày của chúng ta thì ăn được những tô bún mắm lòng, những đơn vị không đồng thì nhờ có cô chú đã bỏ ra công sức rất là nhiều, đặc biệt là có sự góp hỗ trợ của em Linh để tạo ra những món ăn và là những cái rau câu và những nồi bánh tét như thế này. Ai cà phê được đâu? Chúng vừa cháy đó là vậy. Chút đường rồi. Đang đi xin thì chai rồi. Đưa cái mũ này. Kêu bà Sáu To đi xin nè. À, thì cô chú anh chị các bạn đến đây có một dĩa cơm không đồng như thế này thì nhờ công sức của mọi người rất là nhiều bạn, mọi người đã đem những dĩa cơm đến bàn phục vụ cho cô chú luôn. Và đặc biệt có những đơn vị hậu cần của chúng ta sẽ đi gom dĩa ăn xong rồi nước sẽ đem đến nơi để cho mọi người luôn. Đó là tuyệt vời. Đây là cộng đoàn xào đậu để làm những bánh bao cho mọi người, cô chú anh chị xem nha. Thì buổi chiều nay mọi người sẽ có bánh bao để cho bà con đây. Và đây là phần hậu cần của chúng ta, cô chú sẽ sắc những cái núm lông côn như thế này làm những bánh bao bằng toàn là đậu tương. Chú bị cục tay nè bạn, nhưng mà vẫn một tay ôm những dĩa chén như thế này để bà con nhìn rất là đồng lòng luôn bạn. Ông đãi cho bà con với những ly nước chanh như thế này bạn, ông rất là lớn tuổi luôn nhưng mà đi từng bàn đãi cho bà con để kiếm từng phước báo như thế này rất là quý luôn bạn, để tích đức lại sau này cho con cháu. A Di Đà Phật. Nhìn thấy cái hình ảnh này xúc động vô cùng luôn á. Đây thì những đơn vị của chúng ta, đặc biệt là những bà con đi hành hương cúng viếng sẽ thắp vào tạo phước báo cô chú anh chị các bạn. Là mọi người gọt trên tay cầm những cái dao để gọt củ ghiền như thế này để chuẩn bị cho ngày mai và chiều nay đãi bún. Em mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng xem nha. Con gặp những hình ảnh là con phải quay liền. Để con rất là thích quay cây khẩu hậu cần, đặc biệt là làm những nguyên liệu này để cho bà con như những tô bún không đồng. Này là củ ngải hả cô? Không bà. Củ ngải. Này mình nấu bún nước lèo chay. Dạ. Để con cá cũng ngó nữa. Dạ. Mà mình nấu bún mà không có cái này là không ngon đó cô ha. Thì bây giờ buổi chiều tới công đoạn nắng bánh bao chay để cho bà con. Em mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng xem nha. Bánh bao bây giờ để vô cái bọc mình ép vậy đó hả cô? Cho đều ra hả? Đều ra. Bài bản quá ha. Mình phải để vào cái bọc rồi mình ép cho tấm thớt như này các bạn. Nắng nó dễ hơn. Rồi bên kia là có nhân. Mỗi người một khâu, mỗi người một việc. Ở bên đây thì cô chú anh chị bạn nhìn thấy những khoảnh bột của chúng ta được anh cắt ra rất là đều bạc, giống như là những bánh giống cái nình vậy đó. Đó cắt thành thảnh như này các bạn rồi đưa vô bọc ép. Đó, ép ra tròn tròn như thế này rồi bắt đầu các cô để nhân vào. Bên kia là giò lại đem về xửng cho mì hấp khoảng cỡ 30 phút là chín đó bạn. Khá là tuyệt vời. Nhiều cả nhà. Đây là bánh mì giá thịt heo. Vì mình còn đem vô chiên luôn không cô? À chiên nữa.
riêng là nhúng nước ớt nữa. À, các bạn này là mình chỉ là mới là sắc thôi các bạn. Mình còn nhiều quá, rất là nhiều công đoạn, mình còn chiên rồi ớp đủ thứ hết trơn á. Chiên là nhúng nước ớt. Dạ, vậy mình này giống như là đồ mặn luôn coi ha. Rất là tuyệt vời. Đâu có tập nào đâu, chưa tập nào hết mà. Ê con trai ơi, gom lại ba cái đầu vô. Đây là buổi chiều rõ ràng, buổi chiều đơn vị của chúng ta đãi bánh xèo. Em mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng xem nha. Đơn vị của chúng ta đãi buổi sáng các bạn, rồi tới trưa nghỉ mệt, rồi buổi chiều đãi tiếp. Do bánh xèo rất là đắt bằng. Bây giờ buổi chiều đây thì bánh xèo của chúng ta rất là đắt các bạn. Thì theo thông tin được biết thì một ngày đãi hai quận, buổi sáng và buổi chiều. Cô chú có xem được video này thì chạy đến tranh thủ vào buổi sáng và buổi chiều các bạn. Buổi trưa thì đơn vị của chúng ta nghỉ ngơi. Đồng bộ là bánh xèo chay. Nữa hả? Em thấy ngoài đãi bánh xèo ra còn đãi cà phê, trà đường, rồi thêm nước dâu nữa bạn. À, cái này phải nước dâu không cô? Adiso. Adiso là nước tự nấu các bạn. Thì đây là đi tới cổng, đi vào chùa Bồng Lai thì cô chú anh chị bạn đi khoảng cỡ 100m nữa thì chưa tới chùa Bồng Lai. Cô chú anh chị bạn nhìn em theo phải của em sẽ có một đơn vị đãi bánh xèo buổi sáng và buổi chiều. Buổi trưa thì đơn vị chúng ta nghỉ mệt. Và ngoài bánh xèo ra, cô chú anh chị bạn còn thấy là bà con đãi thêm hoa quả, cà phê, trà đường và atiso. Thì cô chú đến đây mình ăn, mình uống hoàn toàn miễn phí các bạn. Thì bên trong đây, thì đây bên trong cô chú anh chị bạn, đơn vị đãi bánh xèo của chúng ta thì do nhân lực không có nhiều, không có biết số lượng khách năm nay bao nhiêu, thì buổi sáng đã đãi tới khoảng cỡ 10 giờ là ngưng. Rồi đầu giờ chiều là 1 giờ đã tới giấc này luôn cô chú anh chị các bạn. Thì cứ dồn dập bà con đi đến nào, chắc nào cũng lại có bánh ăn như thế này. Ngoài ra ăn rồi mình còn có thể ra ngoài uống atiso, cà phê, trà đường và cà phê đậu nành, đó là tuyệt vời. Và đây chính là phần hậu cần của chúng ta. Cô chú anh chị các bạn nhìn thấy các cô là ớt nè, ở bên đây là lạc hành nè, đó. Rồi xin chào. Rồi em đứng ở đây là em quay đây luôn. Ở đâu em cũng ghi hình hết cho tất cả cô chú, ông bà lớn tuổi đó các bạn, để là hòa quyện với bà con là làm những đơn vị như thế này để tạo ra những cái bánh xèo không đồng. Dạ kênh của em là YouTube Đây Đó Cần Thơ. Dạ Đây Đó Cần Thơ. À, em chào cô nha. Đây là một trong những đơn vị hậu cần của chúng ta mà gửi các bạn. Thì cô chú đến đây có những dĩa bánh xèo sạch như thế này thì nhờ công sức của các cô các bạn. Rồi cô chào mọi người nha cô ạ. À, rồi cô chào cô nha. Chào mọi người. Dạ rồi cô về mở lên làm kỷ niệm nha. Chiều nay 6 giờ rưỡi. Mọi người đi cúng viếng nha, A Di Đà Phật. Rồi chào tất cả mọi người. Đây là cách hành hương chuẩn bị đi qua bên chùa cúng viếng. Chiều này bà con đi rất là đông bạc. Thì đây là đôi nét chào buổi chiều ngày 28 em gửi đến cô chú anh chị và các bạn cùng xem, để cô chú có thể nhìn qua màn ảnh nhỏ biết được buổi lễ ở chùa Bồng Lai diễn ra như thế nào. Giờ thì em kết thúc video tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị cô bác trong clip kế tiếp. Em cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành ủng hộ và xem hết video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ nha.